Tiếp theo là mục doanh nghiệp với nhà nông, phân bón tốt cho hoa màu. Xã Kim Tân, huyện Kim Thành, Hải Dương, vài năm nay đã hình thành vùng chuyên canh cây củ đậu với quy mô khá lớn. Trong số hơn 150 ha sản xuất hoa màu của xã, có đến 60 ha chuyên canh cây củ đậu. Thời gian qua, nhằm giúp bà con nông dân trên địa bàn tiếp cận công nghệ khoa học tiên tiến, tăng hiệu quả sản xuất, Hợp tác xã Hưng Tiến đã phối hợp với Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản Apromaco đưa vào khảo nghiệm việc sử dụng phân bón Supelan và NPK Lào Cai. Là người tiên phong sử dụng sản phẩm phân bón này, ông Nguyễn Văn Yên cho biết, thửa ruộng bón phân Supelan và NPK Lào Cai cho năng suất tăng tới 10 đến 15% so với các loại phân bón khác mà trước đây ông thường sử dụng. Về trồng củ đậu này thì gia đình tôi trồng đã khoảng 10 năm nay. Nói chung là các những cái năm trước thì là vẫn trồng các cái phân bình thường thôi. Nhưng mà đến năm nay thì để trồng đối chứng cái phân 80-20-30 của công ty nông sản thì gia đình tôi thấy là nó có hiệu quả rõ rệt hơn. Thì hình thức là củ to hơn, hình thức mẫu mã đẹp hơn. Thế và ăn thì ngọt hơn, năng suất là cao hơn, là khoảng độ từ 3 tấn rưỡi đến 3 tấn 6 trên một sào. Còn cái bên phân thường thì khoảng độ 3 tấn đến 3 tấn 2 thôi. Không riêng ông Yên, hầu hết bà con khi sử dụng sản phẩm này đều thấy hài lòng. Ngoài việc mang lại năng suất cây trồng, phân bón Supelan và NPK Lào Cai còn giúp cây trồng cứng cây, hạn chế sâu bệnh, giảm số lần phun thuốc, thu nhập cao và đặc biệt chi phí giảm hơn. Riêng về cây hành thì khi mà chúng tôi trồng là chúng tôi cũng đã nót phân nân và phân NPK của Lào Cai. Thì hiệu quả cây trồng là đủ dinh dưỡng, không bị táp đầu, cây dọc cứng, chất lượng nông sản là rất là tốt. Hiệu quả kinh tế mang lại cho người dân nhiều hơn. Đặc biệt với cây củ đậu, việc sử dụng phân bón Supelan và NPK Lào Cai còn tạo điều kiện cho củ đậu to, vỏ mỏng, thịt củ giòn, chắc và đậm ngọt hơn. Đại diện Hợp tác xã Hưng Tiến khẳng định sẽ tiếp tục sử dụng phân bón Apromaco không những cho cây củ đậu mà sẽ sử dụng cho tất cả các loại rau màu khác và cây ăn quả. Cơ cấu cây trồng của Hợp tác xã Hưng Tiến chúng tôi thì riêng củ đậu, nói riêng củ đậu là có 60 hectare. Thế mà vừa rồi Hợp tác xã cũng mạnh dạn đưa vào thí điểm cái nân Super của Lào Cai và nân NPK 80-20-30 đấy. Thì tôi thấy rằng nó có hiệu quả hơn, củ mẫu mã đẹp hơn, củ to hơn, nặng cân hơn và cây thì khỏe hơn, ít sâu bệnh. Về năng suất thì cũng vượt trội lên khoảng cỡ 5 đến 10%. Với cái tốc độ mà đạt cái năng suất chất lượng như này thì chắc chắn là sang vụ tới sẽ mở rộng diện tích trồng cây củ đậu cũng như cây màu khác. Sở dĩ Supelan Lào Cai được bà con ở hầu khắp các tỉnh từ miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đón nhận, tin dùng là bởi sản phẩm này cung cấp đầy đủ những dưỡng chất cần thiết từ đa lượng tới trung vi lượng, giúp cây trồng sinh trưởng nhanh, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản. Hiện công ty đang sản xuất, cung ứng ra thị trường 25 dòng sản phẩm phân bón phù hợp với từng loại cây trồng và từng chất đất khác nhau. Đối với công ty cổ phần vật tư nông sản này, chúng tôi triển khai cái mạng lưới thị trường rộng khắp và đặc biệt là quan tâm đến cái công tác hỗ trợ cho nông dân về cái kiến thức chăm sóc cho cái cây trồng, hướng dẫn nông dân cái cách sử dụng phân bón. Ở nước ta ấy, thì nó có các cái vùng đất đai khác nhau, nhiệt khí hậu, thời tiết khác nhau. Vì vậy cho nên để làm cái vấn đề phục vụ thực sự cho lĩnh vực nông nghiệp thì chúng tôi có một bộ phận nghiên cứu về thổ nhưỡng, nghiên cứu về sinh lý cây trồng để đưa ra những cái khuyến cáo. Ví dụ như ở những cái vùng đất khác nhau, khí hậu khác nhau thì cái phân bón, bón cho từng loại cây trồng nó cũng khác nhau. Tiếp tục nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới theo hướng chất lượng cao, thân thiện với môi trường, đáp ứng công thức dinh dưỡng cho từng đối tượng cây trồng và sự mong đợi của bà con. Đây là sứ mệnh, cũng là triết lý kinh doanh của Apromaco. Đồng hành cùng bà con nông dân
cùng ngành nông nghiệp nước nhà, sản phẩm phân bón cao cấp Supellan Lào Cai sẽ góp phần tăng cường nội lực của Việt Nam trong sản xuất nông nghiệp, sẵn sàng cùng hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và thắng lợi.